Chào mừng quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ có những phút giây ấm áp bên cạnh chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, văn hóa truyền thống xưa đều kể về thần ôn dịch. Người xưa tin rằng thần ôn dịch phát tán ôn dịch dựa trên việc làm thiện ác ở chốn nhân gian, cho nên mới có cách nói là ôn dịch có mắt. Con người đều biết rằng khi đạo đức nhân loại tụt dốc đến một mức độ nhất định thì thượng thiên sẽ giáng xuống tai họa để cảnh báo con người nên biết dừng bước, không nên tiếp tục để đạo đức xuống dốc. Trong nhiều ghi chép, những người còn sống sót sau tai họa dịch bệnh đều là những người trong tâm vẫn còn thiện niệm và đạo đức cao thượng. Khát vọng cuộc sống hôm nay sẽ chia sẻ những câu chuyện về thần ôn dịch để chúng ta có thể tránh họa tìm phúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, nền văn hóa truyền thống Trung Hoa tín ngưỡng nhiều chủng loại thần khác nhau như thần sông, thần núi, thần sấm, thần thổ địa, vân vân. Các vị thần chưởng quản vạn sự vạn vật trong trời đất. Những câu chuyện kể về họ không chỉ lưu truyền đời đời kiếp kiếp ở chốn nhân gian, mà còn có rất nhiều người hữu duyên đã từng chứng kiến sự tồn tại của thần linh trong giấc mộng hoặc trong một số tình huống đặc thù nào đó. Những ghi chép liên quan đến ôn thần trong dân gian Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Tùy. Trong Tam giáo Nguyên Lưu Xu Thần Đại Toàn có ghi chép, vào tháng 6 năm Khai Hoàng thời Tùy Văn Đế, trên trời xuất hiện 5 vị lực sĩ ở độ cao cách mặt đất khoảng 35 trượng. Thân khoác áo bào, lấp lánh ngũ sắc. Trong tay, mỗi vị cầm đủ loại pháp khí. Một người cầm chiếc thìa và chiếc bình. Một người cầm túi da và thanh kiếm. Một người cầm quạt. Một người cầm chiếc búa. Và một người cầm bầu lửa. Tùy Văn Đế vội hỏi Thái Sử Công Trương Cư Nhân, khanh cho ta hỏi những vị thần đó là thần nào vậy? Là điềm phúc hay điềm họa? Trương Cư Nhân đáp lời, thưa bệ hạ, năm vị đó là ngũ phương lực sĩ. Ở trên trời, họ là ngũ quỷ. Ở dưới đất, họ là năm vị ôn thần. Ôn thần mùa xuân, Trương Nguyên Bá. Ôn thần mùa hạ, Lưu Nguyên Đạt. Ôn thần mùa thu, Triệu Công Minh. Ôn thần mùa đông, Chung Nhân Quý và tổng lĩnh ôn thần Sử Văn Nghiệp. Hiện nay, ông trời đang giáng xuống tai họa dịch bệnh, không có cách nào tránh được. Quả nhiên trong năm đó, nhà Tùy xuất hiện trận đại ôn dịch, có rất nhiều người mắc bệnh mà chết. Tùy Văn Đế phải tu sửa những sai sót của bản thân mình và trùng tu từ đường cúng lễ năm vị ôn thần. Về sau, nhà Đường tiếp tục kế thừa tục lệ cúng lễ năm vị ôn thần của nhà Tùy. Vào thời Đường Tống, người ta tin rằng năm vị ôn thần vân mệnh thiên đế đến nhân gian để phát tán ôn dịch. Vào thời Tống, Quảng Sư Nhân, người Tấn Vân tỉnh Chiết Giang, giữ chức đồng tri Xu Mật Viện. Trong lúc ông đang đọc sách, đã gặp thời dịch sứ quân, còn gọi là ôn thần, bay ngang qua. Ôn thần nói với Quảng Sư Nhân là họ sẽ đến nhân gian phát tán dịch bệnh vào ngày đầu tiên của năm mới. Họ bảo người nhà của Quảng Sư Nhân sẽ không bị nhiễm bệnh, bởi vì ba đời nhà Quảng Sư Nhân đều hành thiện, tích đức, ngăn cản người ta làm việc ác và ca ngợi những người có hành vi lương thiện, cho nên cả nhà ông ấy không bị dịch bệnh làm hại. Ôn thần không còn xa lạ gì đối với người Trung Quốc. Trong tiểu thuyết thần thoại Trung Quốc Phong Thần Diễn Nghĩa cũng từng nhắc đến Khương Tử Nha phụng mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn phong cho Lữ Nhạc làm ôn thần, lệnh cho ông ta thống lĩnh 8 vị chính thần thuộc bộ ôn thần thi hành nhiệm vụ khi có mùa dịch. Dịch bệnh theo mùa chính là bệnh sinh ra do luồng khí bất chính từ 4 mùa trong năm. Những người tinh thần đều biết rõ, ôn dịch ở nhân gian về bản chất là nhân quả báo ứng do thần an bài, căn cứ vào việc làm thiện ác của nhân loại. Bởi vì người ta tin rằng ôn thần phát tán ôn dịch dựa trên việc làm thiện ác ở chốn nhân gian, cho nên mới có cách nói là ôn dịch có mắt. Con người đều biết rằng khi đạo đức nhân loại tụt dốc đến một mức độ nhất định thì thượng thiên sẽ giáng xuống tai họa để cảnh báo con người nên biết dừng trước, không nên tiếp tục để đạo đức xuống dốc. Trong nhiều ghi chép, những người còn sống sót sau tai họa dịch bệnh đều là những người trong tâm vẫn còn thiện niệm và đạo đức cao thượng.
Bên cạnh đó, những kẻ không còn lương tâm và đạo đức bại hoại đều sẽ phải nhận sự trừng phạt tương ứng. Đúng như cổ nhân từng nói, ông trời đem đến phúc báo cho người thiện và đem đến tai họa cho kẻ phạm tội. Trong dịch bệnh cũng luôn xuất hiện những tấm lòng thiện lương cứu giúp người bị bệnh, họ vẫn bình an vô sự trong đại nạn. Câu chuyện của Tân Công Nghĩa cũng là một ví dụ. Tân Công Nghĩa sinh ra trong thời Bắc Ngụy và giữ nhiều chức vụ trong nhiều đại nhà Tùy. Ông là người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong khi nhậm chức cai quản Nhân Châu, ông thấy người dân địa phương nơi này rất sợ dịch bệnh, sợ bị lây nhiễm. Nhà nào có người nhiễm bệnh thì người nhà ai nấy đều ra ngoài tìm nơi ở khác để mặc cho người bệnh ở nhà một mình tự lực cắn sinh. Hậu quả là nhiều người bệnh đã chết do không được chăm sóc đầy đủ. Để thay đổi tình thế, Tân Công Nghĩa quyết định dùng lòng nhân ái mà cải biến phong tục suy đồi này. Ông phái quan cấp dưới đi kiểm tra các địa phương ở Dân Châu và bảo họ đưa tất cả những người bệnh này về phủ công đường Dân Châu, vốn là nơi để ông thi hành công vụ. Ông lắp đặt giường bệnh ở sảnh chính, cung cấp thức ăn và nhu cầu phẩm hàng ngày cho họ. Vào một mùa hè, dịch bệnh bùng phát ở Dân Châu, mấy trăm người đã nhiễm bệnh. Sảnh chính nơi làm việc của Tân Công Nghĩa và ngoài hành lang đều chật kín bệnh nhân. Ông đặt một chiếc giường kỹ ở hành lang để giải quyết công vụ luôn ở đó. Cả ngày lẫn đêm, xung quanh đều là bệnh nhân. Khi mệt, ông cũng ngủ trên chiếc ghế dài này. Ông còn thường dùng tiền riêng của mình để mua thuốc, mời lương y đến khám cho bệnh nhân và tự tay chăm sóc họ. Dần dần, tất cả các bệnh nhân, từng người một đều khỏi bệnh. Đạo trời rất công bằng, luôn bên cạnh người thiện lương. Chỉ có những người có tấm lòng chính trực, ngay thẳng, sống không tham cầu, kính tính thần Phật mới mong thoát khỏi tai kiếp dịch bệnh toàn cầu và thời kiếp mạt pháp này. Chúc các bạn bình an. Trải muôn vạn kiếp nơi thế gian đến lại đi, đời người vì điều chi mà lao tư? Quyền danh lợi sắc nơi thế gian không bền lâu, hồng trần thịnh hay suy định bơi chờ. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho người thân và bạn bè. Chúng tôi mong muốn nhận được những bình luận của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.